bản thân chị chưa nói là chị thích em hay không, nhưng mà thường thường theo kinh nghiệm điều hành của chị ấy, là sớm nở và sớm tàn. Những người mà thể hiện sớm quá ấy, thì sẽ khó có thể tìm ra được một con đường, một minh chủ để mà đi. Vậy thì chị nghĩ rằng là một cái tư duy như em chắc chắn là sẽ rất là thích chị. Vậy thì làm thế nào để em thuyết phục chị bấm đèn xanh cho em? Thì cái câu chuyện mà sớm nở tối tàn ấy, em đồng ý với chị Nga là sớm nở tối tàn. Nhưng câu chuyện là bông hoa này nở rồi tàn thì sẽ có những bông hoa khác. Cái việc của con người nhân sự không phải là việc là mình làm tốt nhất, không phải chỉ là người sếp, người lãnh đạo là người giỏi nhất, mà phải biết cách để xây dựng cái thế hệ tiếp nối của em. Thì em tin rằng là cái câu chuyện là không chỉ là mình phải tốt, mà cái thế hệ tiếp nối mình phải là cái thế hệ mà làm được tốt hơn cả mình những cái công việc như vậy. Đồng thời mình phải là cái người biết đưa người giỏi hơn mình về công ty để tạo ra giá trị cho công ty, chứ không phải là chỉ một mình giỏi. Có một điểm mà em cũng hiểu với chị rằng là cái người giỏi và cái người trẻ đôi khi họ không có cái sự gắn bó. Đây là thực trạng hiện tại, bởi vì thế này, có quá nhiều cơ hội hiện tại trên thị trường và các bạn quá chủ động. Vậy thì làm thế nào để mình thu hút cái đội ngũ đó đến với doanh nghiệp của mình, thì đó là cái bài toán mà mình phải giải. Và mình phải giải để mình có được nhiều nguồn nhân lực tốt hơn cho cả chuyện kinh doanh, cho cả chuyện phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông và vun đắp cái giá trị về lâu dài vững bền của công ty ạ. Dạ, cảm ơn. Cơ hội cho ai? Who Chance mùa 2 phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.